could be us. So back to what I was saying. Could be us. Quang Lê nghĩ chuyển đi tu đời tư ồn nào thế nào? Quang Lê trở thành tâm điểm của dư luận khi chia sẻ nghĩ đến chuyển đi tu. Trước đó, nam ca sĩ không ít lầm gây ra hồ nào. Quang Lê từng cho biết anh đã nghĩ tới chuyển đi tu và hiện tại chờ cơ duyên. Lời chia sẻ của Quang Lê khiến dư luận bàn tán xôn xao. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ hải ngoại trở thành tâm điểm của dư luận. Quang Lê từng bị danh ca Bạch Yến tố lừa đảo, quy tiền của người đã khuất vào tháng 10 năm 2014. Theo đó, Bạch Yến chia sẻ rằng Quang Lê không trả tiền kịch bản cho nhà biên kịch đoàn Thạch Hãn, mặc dù Quang Lê lên tiếng giải thích nhưng hình ảnh của anh vẫn xấu đi phần nào. Cuối tháng 4 năm 2015, Quang Lê gây ồn ào khi không đổi mũ bảo hiểm, chở theo con gái nuôi phương Mỹ Chi, hành động của nam ca sĩ bị cho là coi thường luật lệ giao thông. Dòng ca đập vỡ cây đàn cũng từng bị ném đá sau hành động khoe nằm trên những tờ đô la hay xòe tiền ra chụp hình. Nhiều khán giả cũng lắc đầu ngao ngán khi Quang Lê phô trương sự giàu có của mình bằng hình ảnh đi làm trên chiếc limousine sở hữu chiếc mic đắt tiền hai phòng thu âm hiện đại, sang trọng tại nhà riêng. Nam ca sĩ hải ngoại còn mất điểm trong mắt người hâm mộ khi ngồi lên mổ cố nhạc sĩ Nhật Ngân hành động của Quang Lê được cho là không tôn trọng người đã khuất, đặc biệt là khi anh bày tỏ lòng biết ơn đối với cố nhạc sĩ. Lùm xùm tốn nhiều giấy mực báo chí nhất của Quang Lê là bị Đàm Vĩnh Hưng chỉ trích nặng tay trên chàng trai bán kẹo kéo, kéo trọng nghĩa và bị nhiều bầu show tố làm việc thiếu chuyên nghiệp. Chuyện tình cảm của Quang Lê cũng gây không ít ồn ào khi còn hẹn hò Thanh Bi, anh đánh mất hình ảnh vì ồn ào nhạy cảm với bạn gái. Ngoài ra khi chia tay, Quang Lê còn có phát ngôn gây sốc, chia tay vẫn ngủ chung hai năm sau khi chia tay thanh bi quang lê vướng tin đồn hẹn hò với hot girl iv khi được hỏi mối quan hệ với vợ cũ của hồ quang hiếu nam ca sĩ cho biết chỉ chụp cho vui khiến cả hai bị sân mạng là tạo chiêu trò